Bắc Hàn đề nghị hợp tác điều tra các máy bay không người lái tên từ Bình Nhưỡng. Hôm qua, Bắc Hàn đã đề nghị tiến hành một cuộc điều tra chung với Nam Hàn về các máy bay không người lái đã được tìm thấy bị rơi trên lãnh thổ của Nam Hàn trong những tuần gần đây. Hôm nay, một xướng ngôn viên của đài KRT trích dẫn một tuyên bố của Ủy ban Quốc phòng Bắc Hàn, nói rằng đoàn kiểm tra của Ủy ban Quốc phòng này sẵn sàng minh bạch tất cả mọi thứ, bởi vì chính phủ Nam Hàn vẫn chưa chấm dứt loan truyền câu chuyện về sự liên quan của Bắc Hàn trong vụ chiếc tàu Jeonnam bị chìm và đang tạo dựng những vụ Jeonnam thứ hai và thứ ba. Nam Hàn đã đổ lỗi cho Bắc Hàn phóng ngư lôi làm chìm chiếc tàu hải quân Jeonnam vào tháng 3 năm 2010, làm chết 46 thủy thủ. Bình Nhưỡng đã phủ nhận trách nhiệm này. Người sướng ngôn viên của đài KRT nói thêm, Bắc Hàn vẫn không thay đổi trong lập trường để cùng điều tra tất cả các vụ mà Nam Hàn cáo buộc Bắc Hàn có liên quan, kể cả vụ tàu Jeonnam.